Foxconn muốn bán nhà máy 8,8 tỷ đô la Mỹ. Theo Reuters, Foxconn, thương hiệu của Hon Hai Precision Industry Corp, đang trong quá trình đàm phán để ủy quyền cho ngân hàng chọn bên mua lại nhà máy sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD được xây dựng ở Quảng Châu, Trung Quốc, trị giá 8,8 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Foxconn, hãng đầu tư lớn tại Trung Quốc đồng thời có các khách hàng của Mỹ bao gồm Apple, hiện đang muốn chuyển hướng để tránh những ảnh hưởng tiêu cực từ thương chiến kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh nếu thương vụ này hoàn tất, nó sẽ đánh dấu một trong những vụ thoái vốn lớn nhất khỏi Trung Quốc. Hiện các thảo luận của Foxconn đang ở giai đoạn đầu và chưa chốt giá cho nhà máy sản xuất tấm nền LCD thế hệ 10.5. Theo các nguồn tin, đây chắc chắn không phải một thương vụ dễ dàng và có thể Foxconn phải mất một thời gian do nhu cầu về màn hình LCD đang suy giảm. Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi cho Reuters, Foxconn cho biết, theo chính sách của hãng này, Foxconn không phản hồi với những tin đồn trên thị trường. Hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 10% lên tổng giá trị 300 tỷ đô la Mỹ hàng Trung Quốc, có hiệu lực chính thức từ mùng 1 tháng 9 tới. Thông tin này ngay lập tức đã gây ra những xáo trộn cho thị trường tài chính toàn cầu. Thương chiến kéo dài đã phá vỡ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, buộc Foxconn phải xem xét lại các khoản đầu tư của chính mình. Mặt khác, nhu cầu về TV và màn hình LCD chậm lại khiến ban lãnh đạo Foxconn nhanh chóng thúc đẩy việc bán nhà máy. Tuy vậy, Việc nhà máy mới của Foxconn không đi vào sản xuất cho đến đầu tháng 10 tới sẽ khiến nó khó hấp dẫn người mua vì những rủi ro có thể phát sinh so với một nhà máy đang hoạt động. Được truyền thông Trung Quốc gọi là thương vụ đầu tư lớn nhất tại thành phố phía Nam Trung Quốc, nhà máy của Foxconn được xây dựng tại Quảng Châu năm 2016 dự kiến đi vào hoạt động năm 2019, sẽ đáp ứng nhu cầu về màn hình lớn tại châu Á, cạnh tranh với hãng sản xuất màn hình hàng đầu Trung Quốc BOE Technology Group. Dự án này được điều hành bởi một liên doanh giữa thành phố Quảng Châu và công ty sản xuất màn hình Sakai của Nhật. Vốn là một nhà máy sản xuất màn hình được đồng sở hữu bởi ông Terry Wu, nhà sáng lập Foxconn và Sáp, cũng là một công ty con của Foxconn.